ra lò quay về vụ bản Nam Định. Đấy, anh em có nhu cầu thì liên hệ 0855746789 nhá. Let's go. Đi thôi anh em. Lò chắc bền đẹp. Độ bền từ 5 đến 7 năm. Ok. Nói thế thôi nhưng anh em dùng khoảng 3-40 năm chẳng bao giờ bục được cái lò này đâu. Quay motor đây. Motor ở xích này, đi ở xích này. Cái motor này có nhiều tiền. Motor này triệu 8 một cái. Cái này mà đặt motor ở đâu là đặt cả. Em bán motor mà. Đây à, mình nhớ không làm. Đó. Cái lò quay này em làm mà để bán mà. À đây à, cái này làm bán. Ừ. Anh đang làm gì? Thì anh quay về khoảng 1.8 cơ à? Nếu mà chắc ở nhà anh mà quay lại anh bé quay cái bé thôi. Bé thì đấy cái khoảng 1.2-1.4 thôi. Vâng. Em ở chỗ nào? Em bằng sợ cái kìa. Thôi nào thích kiểu như là làm cái khi ở gia đình ăn uống nhỉ? Ừ, anh làm rồi nhưng mà không có tư. Ừ. 0855 anh nhỉ? 74 6789. Như là em Chiến à? Em Chiến motor à? Anh em có nhu cầu lò quay lợn, quay dê, quay bê, quay chó. Rồi học nghề thì bên mình đào tạo hết. Bên mình cung cấp từ A đến Z luôn. Anh Lưu, em chuyển motor à? À cái lò không lọ bắn tôn đây của anh à? Lúc thì bài lắm. Vâng. Anh em chục cơm cỡ, 20 cơm cỡ. Vâng. 20 cơm thì nếu mà cũng làm nhiều phết á. Cũng phải là con khoảng 50 cân. Vì nhà một cơm thì mình còn nhiều món mà anh không? Ờ, lên cầu lên đường này, anh em có nhu cầu thì liên hệ 0855746789 nhá.